Hi chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Ta Chào Ba.com. Thì trong video này mình sẽ trên tay để review cho bạn về một sản phẩm loa Bluetooth nữa ha. Đây là một cái sản phẩm loa Bluetooth chống nước mini có cái mã là BTS06. Bắt đầu thôi. Thì bây giờ mình cùng anh em mở cái sản phẩm này ra khám phá bên trong của nó ha. Cái sản phẩm này mình mua với mức giá là 49.000 trên Lazada luôn. Đây, ở ngoài hộp thì nó hơi ấy tí nên mình hơi dán lại. Bên trong thì các bạn bao gồm một cái loa Bluetooth nắm như vậy, và nó theo một cái đó là một cái dây sạc luôn các bạn, kèm theo một cái miếng hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Mình sẽ bỏ cái hộp này qua một bên, mình đi vô nhặt chính ha. Thì các bạn nhìn thiết kế của cái loa này có gì nó khác biệt không, mình ăn sản phẩm này các bạn xem ha. Đó là thiết kế của nó là một cái hình tròn như vậy, nhìn theo cái kiểu dáng này thì mình thấy nó khá là hay ho luôn các bạn. Giống như là nó làm theo một cái dạng hình của yo-yo, hình nấm á các bạn, giống như là một cái nấm á, nhìn cũng rất là dễ thương. Mình thấy hai cái này là cái khớp nối của nó cũng hơi sụt thịt nha, nên cái việc mà chống nước thì mình nghĩ là các bạn không nên thử đâu, thử là rất là dễ bị hư cái loa luôn. Ở bên trên này thì nó là toàn bộ cái dãy phím điều khiển của nó ha, và ở phần bên hông thì nó sẽ có một cái cổng sạc nữa thôi. Và đây là một cái điểm trừ của sản phẩm này nữa các bạn, tại vì đây là nó sử dụng một cái cổng sạc mà nó cổng sạc kim, cổng sạc giống như là anh em sử dụng của những cái chiếc Nokia hồi xưa anh em, chứ không phải là những cái cổng sạc micro USB phổ biến như hiện nay thì các bạn đi đâu các bạn sạc được. Nhưng mà cái sản phẩm này khi mà các bạn mua về thì các bạn mắc cổng dây này nè, các bạn phải tìm kiếm cho mình là một cái cổng cáp đa năng mười mấy đầu, hoặc là các bạn có thể mua những cái cổng cáp này ở trên thương mại điện tử, họ bán khá là nhiều để sạc ha. Nhưng mà mình nghĩ các bạn bảo quản nên tốt nha, không nên để mắc này. Hay là nhà bạn còn những cái cục sạc hồi xưa của Nokia đó, các bạn có thể sử dụng sạc cho thiết bị này cũng khá là ok. Cái hạn chế của cái thiết bị này nữa là nó chỉ hỗ trợ một cái chuẩn kết nối duy nhất, đó là Bluetooth thôi. Nên cái việc mà các bạn có thể nhớ hay là các bạn muốn nghe bằng USB, hay là các bạn muốn cắm mình cái cổng OTX xa thì các bạn sẽ không thể sử dụng được với cái chiếc loa này. Tại vì nó chỉ có một chuẩn duy nhất là Bluetooth. Các bạn nhớ ha. Và cái sản phẩm này nó cũng hỗ trợ mic để các bạn có thể đàm thoại trực tiếp trên cái loa này luôn. Và cái tiêu chuẩn của chống nước này thì của cái loa này thì họ không bố, họ chỉ để là kháng nước thôi. Nên khi mà cái việc mà các bạn sử dụng thì các bạn cũng phải nên chú ý ha. Mình sẽ gỡ cái núm này ra và mình sẽ tiếp tục để nói các bạn về cái sản phẩm này. Bên dưới của cái sản phẩm này khi mà các bạn nhìn vào á, là cái loa nó được đặt nằm bên dưới đây. Nguyên cái cụm loa của nó đặt bên dưới đây ha. Và ở đây thì móc có một cái tem này các bạn, có một cái tem này chắc có tem khi mà họ dán họ bảo hành cho các bạn. Khi mà gỡ cái núm này ra thì cái loa này nhìn thấy nó mắc cười lắm. Nó giống như là một cái đèn ngủ hay là một cái nấm gì đó các bạn, chứ không phải là một cái loa. Nhìn nó cũng khá là ok. Cái này thì nó là một cái ron để giúp các bạn có thể khi mà sạc ha, các bạn sử dụng thì chống nước thì cũng khá là ok khi mà các bạn đẩy lại ha, muốn chống nước thì đẩy lại. Mà mình thấy các bạn test á thì chỉ là test đổ nước từ trên xuống dưới thôi. Mình nghĩ là một cái loa giá rẻ như vậy thì họ không thể nào mà trang bị nhiều cái ron để giúp nó chống nước tuyệt vời được. Nên các bạn đừng có dại mà mua về nhúng xuống nước, nhúng là dục luôn đó nha các bạn. Tại vì với giá 49.000 thì các bạn không đòi hỏi hơn về cái sản phẩm này nó phải cao cấp như thế nào. Mình chỉ nghĩ là 49-50.000 thì các bạn chỉ cần có một cái loa để các bạn có thể nghe âm thanh lớn hơn cái điện thoại các bạn, và các bạn sử dụng được hầu hết trong cái việc mà các bạn nghe nhạc hay là các bạn xem phim thôi ha. Thì bây giờ mình sẽ nói một chút về cái thông số kỹ thuật của cái loa này. Cái loa này thì sử dụng cái Bluetooth là 4.1, nên cái việc mà các bạn kết nối trong cái phạm vi tầm 10m thì cũng khá là ok. Nhưng mà mình nghĩ 10m không giật cản nha. Nếu mà có giật cản thì nó sẽ bị gè và nó bị mắc đi tiếng, có nghĩa là nó hơi lấp dấp các bạn. Công suất tổng thể của cái loa này nó đâu công bố là tầm khoảng 3W ha. Cái thời gian mà các bạn có thể nghe nhạc trên thiết cái loa này là tầm khoảng 1-3 giờ, tùy theo cái volume là cái âm lượng mà các bạn sử dụng á. Thì cái âm lượng các bạn sử dụng nhỏ thì nghe được lâu, và mở lớn maximum thì nghe tầm khoảng 1-1.5 giờ thôi. Cái dung lượng pin của cái sản phẩm này á là 520 mAh. Cái việc mà các bạn nạp sạc lại cho nó thì các bạn cũng sử dụng cái dòng tầm khoảng là 1A hay là 1.5A thôi trả lại thôi. Các bạn đừng nên sử dụng những cái củ sạc nhanh ha. Sạc nhanh thì khi mà nạp điện cho cái sản phẩm này thì nó sẽ nhanh làm cháy pin của sản phẩm này lắm. Nên các bạn chỉ sử dụng những cái củ sạc mà nó tầm khoảng 1A là ok rồi các bạn. Đó, thời gian sạc pin cho nó thì tầm khoảng 1-2 tiếng thôi, tùy theo là các bạn sạc cái dòng điện nó như thế nào ha. Màu sắc thì hiện tại mình tham khảo thì nó sẽ có 6 màu sắc để các bạn lựa chọn, gồm có màu hồng nè, màu xanh da trời, màu trắng, xanh lá cây, vàng, đen. Thì cái sản phẩm này mình thấy nó nhiều màu như vậy nên các bạn muốn lựa cái màu nào các bạn thích thì các bạn lựa. Còn khi mà mình mua sản phẩm này thì shop họ giao ngẫu nhiên cho mình, mà giao ngay chăng cái màu xanh ngọc này thì mình cũng thấy khá là thích so với cái sản phẩm này. Mình sẽ nói một chút về cái phím bấm trên cái sản phẩm này. Thì khi mà đặt cái phím bấm xuống như vậy á thì các bạn sẽ có một cái combo nút như sau. Đầu tiên ở đây á là cái nút tắt để các bạn có thể mở, tắt hoặc mở cái loa. Hai nút bên đây á là cái nút tua tới bài hát, cũng giống như là các bạn có thể sử dụng nó để tăng âm lượng ha. Và nút này giảm bài hát, đồng nghĩa cái việc nó giảm âm lượng luôn.
Và cái nút ở dưới đây á, thì cái nút này á là các bạn có thể là nhận cuộc gọi hay là các bạn có thể từ chối cuộc gọi bằng cách mà các bạn nhấn nút này. Và cái microphone ở đây thì giúp các bạn đàm thoại một cách nó tốt hơn. Thì nói dài dòng làm gì, thì bây giờ mình sẽ lấy cái iPad mình ra kết nối cho các bạn nghe được âm thanh của nó như thế nào ha, để các bạn quyết định xem là có nên mua cái sản phẩm này không. Bắt đầu thôi các bạn. Đây các bạn, thì đây mình có cho các bạn một cái máy tính bảng của mình rồi. Thì đầu tiên á, thì các bạn phải mở cái loa lên bằng cách là các bạn nhấn giữ cái nút mở này khi mà nghe cái âm thanh phát lên ha. Đó. Tiếp theo là các bạn vào trong phần cài đặt ha. Đây các bạn tìm thiết bị này. Cái thiết bị này thì mình đã kết nối luôn rồi các bạn, nên nó sẽ đã bật sẵn, nó kết nối sẵn luôn rồi. Cái tên của nó đây. Bạn thấy chưa? Mình sẽ lấy nét lại bạn xem ha. BTS06 ha, đã kết nối nè. Thì bây giờ mình sẽ tăng giảm âm lượng. Và các bạn kết nối những thiết bị iPad thì các bạn có thể quản lý pin luôn ha. Bây giờ mình sẽ mở một cái bài nhạc cho bạn nghe ha. Để âm thanh nó được tốt nhất và nó ok nhất thì mình sẽ gỡ cái micro luôn. Và đây các bạn, đây là cái micro của mình. Thì bây giờ mình sẽ mở nhạc lên và mình tăng tối đa lên ha. Đó các bạn đã nghe thử cái âm thanh trên cái loa này rồi. Thì các bạn có một cái đánh giá như thế nào về cái chất âm của cái loa này ha? Mà mình thấy có một cái điều nữa, cái loa này rất là hay. Thì cái này nè các bạn, thì các bạn có thể hít được trên những cái tường nè, hay là trên những cái kính, hay là trên những cái đường gạch men á. Thậm chí các bạn có thể hít ở đằng sau cái chiếc iPad mình luôn như vậy. Thì các bạn có thể hít ở đằng sau một cái iPad mình như vậy. Thì các bạn có thể đặt xuống như vậy để các bạn có thể làm một cái giá đỏ để các bạn có thể xem phim, là các bạn có thể sử dụng cái bàn phím các bạn kết nối để các bạn nhập liệu như thế này như kia đó. Để lại karaoke thì mình cũng thấy cũng khá là ok. Nhưng mà các bạn chú ý nha, do cái này nè nó không có được chính xác máy á, nên nó hơi gục gạc á. Lúc mà các bạn kết nối với những cái điện thoại hay là cái iPad của bạn á, thì các bạn cũng nên chú ý ha, nó hơi gục gạc. Thì để trên bàn rộng như vậy thì các bạn nên để những cái bàn nhỏ nhỏ thì chú ý ha, nó dễ bị gớt gan cái là bể cái iPad, hư cái màn hình, cái là hai tiền dữ lắm đó các bạn ha. Thì mình sẽ có một số đánh giá về ưu điểm và nhược điểm của cái loa này như sau. Đầu tiên là phải nói về cái ưu điểm trước đi. Cái ưu điểm của thiết kế của loa này là mình thấy rất là thích những cái thiết kế cái loa mà làm bằng chất liệu silicon như vậy. Mình nhìn nó rất là mềm mại và rất là dễ sử dụng luôn. Và cái ưu điểm nữa là nó có khả năng chống nước nhẹ ha, để các bạn có thể sử dụng để đi bơi nè, hay là sử dụng trong những cái thời tiết mà nó hơi ẩm thấp một tí thì cũng đảm bảo được cái việc cái loa này nó không bị hư hỏng ha. Và cái ưu điểm nữa là nó còn được trang bị cái micro để các bạn thể đàm thoại trực tiếp khi mà các bạn nghe nhạc, có người gọi đến bạn thì các bạn có thể nghe gọi trực tiếp trên cái loa này luôn. Và bây giờ nói đến phần nhược điểm của nó. Nhược điểm của nó là nó sử dụng cái cổng sạc kia như thế này các bạn. Thì các bạn khi mà sử dụng á, quên cái này ở nhà và các bạn đem cái loa này đâu sử dụng á, coi như là vứt luôn cái loa. Nó hết pin thì các bạn không thể nào sạc được. Khi mà sử dụng những cái cổng micro USB hiện tại thì các bạn đâu ghi như không đây được đâu. Và muốn tìm kiếm cái cổng giống như vậy nè thì nó cũng hơi khó. Tại vì những cái cục sạc Nokia bây giờ nó cũng chuyển qua micro USB hết trơn các bạn. Và cái nhược điểm nữa thì nó chỉ trang bị duy nhất là cái kết nối là bằng Bluetooth thôi. Nên cái việc mà cha mẹ chúng ta hay là ông bà chúng ta muốn sử dụng nó để nghe thông qua USB hay là nghe thông qua thẻ nhớ thì nó sẽ không có cái khe cắm đó hay là cái cổng mà OTX ha, để các bạn có thể kết nối ra cái loa ngoài thì nó không có. Những cái điện thoại nào mà chỉ hỗ trợ bằng Bluetooth mới kết nối được chứ cái loa này khi mà các bạn nghe nhạc thôi. Đó là về phần ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm này. Theo mình đánh giá tầm khoảng 40-50 ngàn thì đây là một cái loa thật sự là nó rất là đáng mua. Để các bạn nào mà học sinh, sinh viên hay là những các bạn nào mà cần một cái loa nhỏ gọn để các bạn làm việc hay là để ban học hay là đem theo ở trong những cái phòng mà chúng ta ở ký túc xá chẳng hạn, để nghe nhạc nó đơn giản và nó nhẹ nhàng. Về phần âm sắc của cái loa này thì mình thấy tiếng
bách của cái lo này cũng có tạm được chứ không phải không có, nhưng mà thật sự cái sensor cái củ lo trong đây nè nó rất là dởm, nên cái việc mà các bạn nghe nhạc thì nó sẽ không được hay đâu nha. Mình nói thật sự nó nghe nó không được hay, âm thanh nó thì nó sẽ phóng to lên thổi thôi, các bạn nghe trong mức ở tạm được thôi chứ nó không quá hay, không quá xuất sắc. Tầm giá này thì mình sẽ không đòi hỏi được nhiều hơn. Nếu mà các bạn nào muốn chế cháo thì có thể mua một cái củ lo xịn xịn vô, mở cái lo này ra nhét củ lo xịn vô, mình chắc chắn nó sẽ nghe hay hơn khá là nhiều. Thì cái link mua sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video nè, hoặc phần dưới bình luận, các bạn bấm vào đó tham khảo và mua ha. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay nè, cũng giống như là hỗ trợ cho các bạn, thì bấm like, share, cũng giống như là subscribe kênh Tao Cho Bài Chấm Công của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye các bạn, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.